Thưa Thầy Hạnh Tuệ và Thầy Tuệ Tường, cho con hỏi, làm sao biết một chúng sanh sau khi tái sanh làm ngạ quỷ thuộc hạng nào để hồi hướng và hạng nào không thể hồi hướng công đức tu tập được? Con có nghe buổi vấn đáp trước về hạng ngạ quỷ, xin tri ân công đức hai Thầy. Thì cái cách để mà biết người thân của mình á, có sanh làm loài ngạ quỷ có khả năng nhận phước hồi hướng hay không, nó là có khả năng hay không nghe, thì chúng ta xét hai cái điều kiện sau. Điều kiện thứ nhất là người thân của mình á, khi còn sống thì vị ấy có tin vào nghiệp và quả của nghiệp hay không. Cái thứ hai là người thân của mình á, khi còn sống thì họ có lòng hào sảng biết bố thí cúng dường hay không. Khi mà một người có lòng hào sảng biết bố thí cúng dường và tin vào nghiệp và quả của nghiệp, nếu do một ác nghiệp nào đó mà vị ấy đọa vào hàng ngạ quỷ thì vị ấy có cơ hội, ở đây nó là có cơ hội nha, sanh vào hàng ngạ quỷ có khả năng nhận phước hồi hướng. Nhớ dùm sư nhấn mạnh chữ có cơ hội, chứ sư không nói là chắc chắn nha. Tại vì có một số loài ngạ quỷ thì kiếp trước họ cũng có bố thí cúng dường đó, cũng tin vào nghiệp và quả của nghiệp. Nhưng mà khi họ chết thì họ vẫn không tái sanh vào được cái loài có thể nhận phước hồi hướng. Cho nên ở đây sư chỉ nói là có khả năng chứ không thể chắc chắn, bởi vì các sư không có năng lực thần thông. Và sư qua câu hỏi tiếp theo.